Chào các bác, đây là hộp đồng hồ của bác Tâm ở tỉnh Hậu Giang gửi cho em. Số điện thoại cuối là 40148. 40148 được chưa? Đây hộp của bác ở đây. Cái thư này. Và cái dây của bác này. Cái thư của bác ghi như sau. Anh sửa xong vệ sinh luôn nhé và thay cho em cọng dây đeo tay, dây da anh nhé. Bên trong đồng hồ em có gói chung cây kim đồng hồ nhỏ xíu. Đây là cái khóa dây này. Đấy, và đây này. Đồng hồ của bác gói ở trong này. Để khá đó. Kiểm tra. Đồng hồ của bác bị vỡ bung hết ra các bác. Đâu là một cái kim nhỏ xíu đâu, em chưa đi tìm thấy. Chưa tìm thấy cái kim nhỏ xíu của bác ấy đâu. Nhỏ xíu tức là cái kim này này. Mà em chưa nhìn thấy cái kim đâu nhá. Đó. Không thấy nha bác nhá. Một cái kim nhỏ xíu mà bác bảo em không thấy đâu cả nhá. Đó. Không thấy tìm thấy đâu cả nhá. Đây, trong gói này không thấy đâu nhá. Đó là một cái kim nhỏ xíu như bác gói vào nhưng không thấy có cả. Đó. Tức là ý bác nói là cái chắc là cái cây kim này. Đây kim dây này. Kim kim giờ này nhưng mà không thấy đâu nhá bác nhá. Đó. Và cái đồng hồ này ấy là tháo mặt thớt rồi các bác này. Này, tháo mặt thớt đây này. Đấy, do là bác không biết tháo ra nó không lấy được kim ra. Nhưng mà mỗi cái kim nhỏ này, chắc chắn là kim nhỏ nó rơi ra, rơi vào cái khe này. Rơi vào cái khe này rồi nó trôi ra. Đấy. Đấy, nhưng mà hiện tại giờ em không thấy cái kim nhỏ đâu nhá. Không biết bác gói kiểu gì cho mà túi bóng này em không thấy đâu nhá. Đó, không thấy có nhá. Ừ. Kim cái máy này không phải tháo mặt mặt sau đâu. Mà tháo mặt trước đấy các bác ạ. Đây này, tháo mặt trước này này. Đó, phải tháo cái thớt này này. Đây là cái thớt của nó. Phải tháo ra. Ừ. Hiện tại con đồng hồ vẫn đang chạy này. Đó, các bác thấy vẫn đang chạy nhé. Bây giờ em sẽ kiểm tra tự động của nó qua thì xem nào. Xem nó có vấn đề như thế nào. Cái vòng bi này nó hơi khô dầu này. Đấy. Sửa xong. Em phải xem khả năng em sẽ xem lại tin nhắn trao đổi với bác ấy đã. Thay cho bác ấy. Trước tiên là cứ lau dầu cho bác ấy đã và chống nước. Dầu chống nước và lắp lại kim cho bác, máy kim này. Kim này không có, không thấy. Đấy thì em chắc phải tìm cái kim khác lắp cho bác ấy. Đó, mà không thấy kim này của bác ấy đâu. Đó. Và thay cho bác cái dây. Thay bác dây dây da xịn nhé. Dây da xịn lắp vào đây cho bác ấy. Và cái thay dây da xịn này phải lắp cho bác một cái khóa này này. À một cái chốt, xin lỗi, một cái chốt như này này. Lắp vào đây. Đó, một cái chốt lắp vào đây cho bác ấy nữa. Đó. Chắc là bác này muốn tò mò bác tháo ra nhưng mà bác không biết tháo thôi các bác ạ. Đó. Cứ tưởng là tháo như này giật ra là được đây này bác ấy, ý bác ấy chắc là như đây đây bác muốn tháo cái này ra đây nếu em đoán không sai thì bác ấy tháo như này ra đây. Đó. Bác tưởng như này là rõ ra là ra nhưng con này không phải tháo ra được nơi đấy đâu các bác ạ. Đó, không đơn giản đâu bây giờ em lên qua tay xem thế nào. Đó.
con tay thì vẫn đang chạy nhé. Ok, vẫn đang chạy này. Cái này chỉ lau dầu thôi, không làm sao cả. Với những con dòng này làm rất là nhàn, rất là dễ làm và đồ thay rất là thông dụng. Đó. Đây là những cái bẩn bẩn này các bác này, này trong máy này. Đó. Và may bác còn giữ được cái căn này, căn giữ máy này. Đó. Rồi bây giờ cái riêng cái dòng này ấy, thì lại thay cái dây da rất là dễ thay. Có thể chọn dây da màu nâu thay cho bác ấy, hoặc màu đen cũng được. Nói chung là cái mặt số trắng này thay dây da rất là dễ chọn. Đó. Rồi chào các bác.